Xin chào các em, hôm nay cô gửi hướng dẫn bài học, các em theo dõi và ghi bài vào vở nhé. Chúc các em học tốt. Page 26. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. That's Lucy. Thank you. Page 26. Lesson 3. Activity 2. Listen and tick. 1. Thank you, Bill. 2. That's Lucy. 'My name's Nam. This is my teacher, Mr. Long. That's my teacher, Ms. Hoa. This is my friend, Lin. This is my friend, Mai. This is my friend, Nam. This is my teacher, Ms. Hoa. Thank you for your watching.